ai cũng nói được. Con hay quá tôi ơi. Con hay quá. Làm sao vậy? Hai chuyện nữa. Hai chuyện nữa, hàng này lên kim cương. Minions have spawned. Ghê bé thà tôi lỗi tôi mất cái này tôi mất cái kia đi. Nói cái lỗi chỗ nào đâu trời. Mấy ông với là mấy đứa kẻ cùn á. Cái gì cũng nói được. Cái trận nó như thế rồi mấy ông còn kêu không gánh được tim. Mấy ông gánh thì gánh vậy thôi chứ đòi gánh như thế nào nữa. Ông cứ kêu cái tội lên full đam mà không lên tăng. Lên đam thì có một cái lợi của lên đam, lên tăng thì ông lại thiếu đam vậy thôi. Ông lên tăng ông thiếu đam sao phải chết nó không. Này thì ghê yeah này. Này cái này gọi là ghê yeah này. Này mới gọi là ghê yeah này. Ôi, ma nhiều quá em ơi. Ghê lắm anh, ghê lắm. Ma nhiều quá, ma nhiều quá. Ôi, rip đánh chết đấy, đứng ở ngoài là rip đánh chết đấy, lát trong đội gấp. Không đùa đâu. Rip đông lắm, không chơi. Đừng có tiếc, tiếc là chết đấy. Cái trận trước thì rõ ràng ràng AD với mid phế thì nói là AD với mid phế đi. Ơi tôi vô tôi gây đam thịt chứ. Ok. Để tôi bích gây đam ăn rồng các kiểu bê luôn một lan này. Lấy lợi thế cho team các kiểu rồi mấy ông còn đòi cái gì nữa. Nóc tool nó chỉ có nhiêu đó. Hay là mấy ông muốn nóc tool phải 1.5 mấy ông mới chịu. Phải nó không biết đánh cũng đỡ đi. Nó lâu ra bị sói. Sáu rồi nè. Nên suốt bỏ mỡ nè.
Thằng đấy phải gan nhiều vô thôi là tí nó cân 2 đấy. Giết, 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 giết. Coi chừng chết anh em. Cái con ma nó cắn kinh lắm đấy. Mất 2 bèo. Ôi. À, không bay vô là chết thằng này luôn á. Nó bay vô nó hất đánh cái là đi rồi đó. Cái tán tôi nói chuyện xưa giờ vậy đó, ông nào thích thì nghe. Tính tôi ngày xưa giờ nói chuyện như vậy đó, ông nào ghét thì khỏi nghe. Đơn giản một câu thôi. Lát không kịp luôn, vẫn còn thời gian CC. Lát không kịp vẫn ăn ông ti mới cay. Biết vậy mình lát mình né luôn cái móc đi rồi mình bay vô.
Đúng rồi, thua là do team rõ ràng, tánh battle thừa nó dài rồi. Tánh battle thừa là gì? Là dạy mà. Ông nào thích thì nghe, ông thích thì mua te, ông thích thì qua kiếm khác coi, vậy thôi. Đơn giản. Tôi không có giả tạo, thích thì đổ thừa thôi. Tánh chung của game thủ nước nhà chúng ta là vậy mà. Mọi game thủ nước nào chơi vậy. Ai mà có không đổ thừa hay là ngồi cười hà hà mà team mình như thế mà vẫn còn ngồi cười hay là ngồi cười hi hi thì chỉ có giả tạo thôi. Không có ai có thể mà vui vẻ trong khi một cái team mà nó sida như vậy hết. Không ai vui vẻ đâu, đâu vui cũng chỉ là giả vờ thôi. Sợ mất công thì chửi mấy ông kia lại kêu chảo làm gì có ai vui. Đợi qua bước lên giết chó, giết chó nè, giết chó nè. Giết loạn, giết loạn. Ờ, được rồi. Thằng đấy là khó giết. Từ từ. Tính trẻ trâu đếch gì đó. Đấy là tính chung rồi. Chẳng qua mình thích thì mình nói, ngại gì phải giấu. Không có ai vui khi cái team mình nó sida hết. Không phải, đây là cày thuê. Tính chung thì tôi còn cày thuê nữa cơ. Mình thua thì mình không thích. Chứ còn thiệt tôi đánh ác chính. Thắng thắng thua thua kệ bà nó. Nay không lên mai lên, mai không lên mốt lên. Đây ác khác, nó khác. Không lên được thôi, tôi đâu có mất mát gì đâu. Chết chóc đếch gì. Đấy thì mình vui sao. Nó bên này thì phải. Đuổi không anh ơi. Ba đuổi. Trời ơi, chạy 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 chạy, bỏ coi chừng bỏ nha. Bỏ rồi. À số 9 nè. Ý ra không dính được kia ta, từ từ nha. Từ từ. Dính thằng chó. Dính thằng chó lại lên. Ôi, nó làm sao được rồi. Có thể. Thôi. Shit man. Oh no. Trời ơi. Mẹ mấy con ma con nó cắn ghê. Nó thả cái con này ra nè. Nó cạp ghê lắm. Trời, anh xuất con Warwick vậy mà đi xin người cái con Yorick nữa hả? Xuất con Warwick vô, mẹ con Yorick để mà tản ra để đánh. Mà xuất con sao mà không dính hai thiệt. Chết. Tôi nói chết rồi mà không nghe. Về đi. Mà rip nó đứng một nùi đâu có sút được đâu em. Sút nào vậy? Rip nó đứng nguyên một cột đó sao mà sút? Ủa, đá vậy mà không dính rét hả? Hay nó ăn rồi? Ủa? Có này không? Sao boss mình này, mình gank boss như vậy, boss vẫn thua ta. Ôi, gank boss quá trời mạng luôn ấy. AD nãy cho 2-0 rồi nè. Đó, 3-0 luôn chứ, mình gank AD 3-0 luôn chứ. 3-0 sao giờ 3-2 rồi? Rồi, mát lũng vậy. Gank cho boss 3-0, bây giờ thành 3-2-2. AD nó farm hơn AD mình, chí vậy.
Rồi thấy AD mình tù nữa rồi đó. Mất cái nó anh. Cái chủ lẹ kìa. Nó ở trên hết lát không anh? Ở trên đó á. Phá lẹ, phá lẹ, phá lẹ. Phá lẹ, tốt nó phá bìa. Rồi ôi, rồi ôi. Tí nữa là vỡ mồm ông địa. Extend your senses. Nó lên cái gì? Quạt em, quạt luôn. Trời ơi, quạt là chết kia luôn. Đất gì đâu sợ. Mày chặt chết cậu thằng này luôn đi. Nó không có ma thì lấy cái gì nó đánh mình. Nó chỉ được, ngoài lan nó có mấy con ma nó đánh solo, sao nó là em. Nói chung cái cách nói chuyện của tôi nó thẳng thắn quá nên nhiều người ghét vậy thôi. Đất giảm. Người ta gọi là nói chuyện nó hơi láo láo một tí, người ta ghét vậy thôi. Mình không có quen cái tánh nhã nhặn hay là nhỏ nhẹ. Ngu chửi, ghét chửi, ức chế chửi, đếch gì. Waste not a minute. Slain.
Nhốt trong đó rồi. Nhốt trong đó rồi sao chơi. Chơi là full đá. Gì vết bẩn. Game này có vẻ khoai khoai nữa rồi đó. Em phải tìm mình nữa đó. Game này là thấy hơi nát nát nữa rồi đó. Nè, ra làm một pha phim set để đời. Trời ơi, không dính ai hết. Dính vít toàn cái là chết luôn rồi đó. Baron luôn không ta? Baron đi, để không kịp đó. CC lâu quá, cái chat nó lâu quá. Chat nó 2 giây lận. Lát đi cắm mắt hậu thể chạy không kịp luôn. Thread anh Châu dưới chạy. Đồ mình nhiêu đây mình đá không chết. Khỏe dưới bay. Rồi, nó on lành luôn. Nó win luôn. Đấy. Có cái 6 máu à, khỏe vậy. Ôi giời hên kìa. Không có cái cục đấy ma nó cắn nó dí nó cắn chết queo luôn rồi. Đát não mà bạn không né. Ý mày chết nha. Ê, chết thay kìa đạt.
Thái rồi, sập chết thay luôn.